Đây là đội xuất phát của các cô gái Thái Lan, gồm có số 1 Uipawi, số 3 Chuyền 2 Ponpun, số 5 Thát Đào, số 16 Pimpichaya, số 17 Sasipapron và số 29 là Uiborat. Huấn luyện viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan là ông Danai. Còn đây là đối soát của các cô gái Philippines, gồm có số 4 Belen, số 6 Alisak, số 12 Solomon, số 13 Lamina, số 14 Mider và số 17 là Maya. Libero của Philippines mặc áo số 19 Doroban. Ông Norman Miguel là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines. Ở trong trận đấu đầu tiên, các cô gái Thái Lan thi đấu ở phía bên tay trái và nhỏ của quý vị và các bạn. Sang Việt Nam để tham dự chặng một của giải bóng chuyền Đông Nam Á C-V-League năm nay. Huấn luyện viên Đà Nai mang sang đội hình mạnh nhất với tất cả những tên tuổi hàng đầu hiện tại của bóng chuyền nữ Thái Lan, những người vừa mới trở về từ giải bóng chuyền số 1 thế giới Vodafone Nations League. Philippines sẽ là đội phát bóng trước với tình huống phát bóng của số 4 Belen. Belen 21 tuổi, cao 1m71. Toàn bộ các cầu thủ của Philippines đều sinh sau năm 2000, một đội hình còn rất trẻ. Phát bóng ra ngoài sân. Điểm số đầu tiên của trận đấu đã thuộc về cầu thủ Thái Lan. Trước khi bước vào cuộc đối đầu này thì Thái Lan đang xếp ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Họ đang cùng có 3 điểm với Việt Nam, nhưng Thái Lan có được chiến thắng 3-0 trước Indonesia, còn Việt Nam kém chỉ số phụ khi thắng Philippines với tỷ số 3-1. Chúng ta đang xếp thứ 2. Trong ngày này diễn ra 2 trận đấu. Bên cạnh cuộc đối đầu mà quý vị đang theo dõi thì trận đấu tâm điểm là cuộc đọ sức giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay. Vẫn còn tình xử lý không tốt của Ponpun. Cơ hội lại đến với Thái Lan. Rất uy lực. Quả đập của Pimpichaya. Phá vật rất hay của các cô gái Thái Lan. Sasipapron thực hiện quả phá bóng. Một gương mặt rất quen thuộc với người mộ bóng chuyền Việt Nam, khi mới đây cầu thủ này đã thi đấu tại vòng 1 của giải bóng chuyền với quốc gia Việt Nam trong áo của Classico Thái Bình. Thái Lan đang khởi đầu rất thuận lợi khi họ dẫn trước 3-1. Chắc chắn đây là trận đấu mà Thái Lan có lẽ sẽ không gặp nhiều khó khăn để đánh bại đối thủ Philippines, đội bóng với rất nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình. 4-1 cho Thái Lan sau tình huống phá bóng ghi điểm trực tiếp của đội bóng áo xanh. Tiếp tục là tình huống phá bóng của số 17 Sasipapron. Rất hiểm hóc. Bóng ra ngoài sân. Tình huống kết thúc sau vạch 3m không thành công của Sasipapron. Tầm cái bóng hơi thấp. Và bắt bóng một không tốt của Thái Lan. Vẫn còn. Bóng chạm chắn ra ngoài sân. Đó là tình huống kết thúc của Alisson.
trong trận đấu với Việt Nam ngày hôm qua. Alexis đã ghi được 10 điểm. Đội hình của Philippines có rất nhiều những sự thay đổi so với kỳ SEA Games vừa qua. Rất uy lực cánh của Wipowi. Tại vòng 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia Việt Nam mùa giải năm nay, Wipowi thi đấu cho Liên minh Liverpool Spain. Sau khi kết thúc vòng 1, cô phải trở về nước và không thể cùng với đội bóng Cố đô Hoa Lư tham dự Cúp Hùng Vương. Đó là một thiệt thòi rất lớn của các cô gái Liên minh Liverpool Spain. Và tại trận chung kết của Cúp Hùng Vương, Liên minh Liverpool Spain đã thất bại trước Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Thái Lan đang dẫn trước 6-3, thắt đà phá bóng. Rất nhiều cầu thủ của Thái Lan đang thiếu ở nước ngoài, trong đó có Thác Đào, người đang thiếu tại Nhật Bản cho câu lạc bộ Marvelous. Thác Đào đã rất nhiều lần đối đầu với Thanh Thúy của chúng ta khi mà Thanh Thúy thi đấu trong áo của đội bóng Pebble Blue Cats tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia của Nhật Bản. Alisson phá bóng. Đối một tốt. Vẫn còn. Những cầu thủ hàng sau của Philippines là khá tốt. Cú đập rất uy lực của Pipichaya. Pipichaya cùng với Chachon là những người đang thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ cho câu lạc bộ Serie A. Đúng một rất tốt. Điểm được ghi cho Philippines. 5-7. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, nhưng các cô gái áo trắng đang nhập cuộc đầy tự tin. Miner phá bóng. Vẫn còn. Cô tấn công cho Philippines và đã tận dụng thành công. Đó là cú đánh của Maya. Trong trận đấu với Việt Nam, phụ công Maya đã ghi được 8 điểm. Những giải đấu như thế này là cơ hội để cầu thủ trẻ của Philippines cọ sát và tích lũy kinh nghiệm. Rất nỗ lực. Cú phòng thủ rất hay của Philippines. Đó là pha ghi điểm của Wipowi. 8-6. Bây giờ hai đội bước vào quãng thời gian ý kỹ thuật của trận đấu thứ nhất. Lợi thế 2 điểm đang thuộc về các nhà đương kim vô địch Thái Lan. Đây là năm thứ 3 giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á được tổ chức. Hai lần trước đó với tên gọi là ASEAN Grand Prix, và Thái Lan đều giành chức vô địch. Đó là một kết quả không quá bất ngờ khi mà Thái Lan là đội bóng chuyền số 1 của khu vực. Rất đông người mộ đã có mặt tại nhà đấu của tỉnh Vĩnh Phúc để cổ vũ cho các đội bóng. Trận đấu tâm điểm diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay khi mà Việt Nam đối đầu với Indonesia. Thời gian hội ý đã hết, hai đội trở lại sân để tiếp tục trận đấu đầu tiên. Khoảng cách chỉ là 2 điểm mà thôi. Wipowi phát bóng. Wipowi năm nay 24 tuổi. Phát bóng hơi dài. Bóng đã đi ra ngoài sân. Philippines 7-8.
Thái Lan sử dụng quyền khiếu nại khi cho rằng bóng ở trong sân. Theo quan sát của chúng tôi, đó là tình huống phạt bóng ra ngoài sân của Uipawi. Ông Danai mang sang Việt Nam đường rất mạnh. Mục tiêu của Thái Lan không gì khác là bảo vệ thành công chức vô địch của mình. Cuộc cạnh tranh cho vị trí thứ hai sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Indonesia. Ngày hôm qua Thái Lan đã thắng Indonesia với tỷ số 3-0. Nhưng tỷ số của các set đều rất sát nút. Hai set đầu Thái Lan đánh bại Indonesia cùng với tỷ số là 26-24. Set đấu thứ ba họ có chiến thắng là 25-20. Bên phía Indonesia họ không có đối truyền số 1 tham dự giải đấu này. Vì vậy mà sức mạnh của Indonesia ít nhiều cũng đã có phần giảm sút. Nhưng họ đã thi đấu rất tốt trước Thái Lan trong trận đấu mở màn ngày hôm qua. Điều đó hứa hẹn sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam diễn ra vào tối nay khi chúng ta đối đầu với Indonesia. Kênh truyền hài nổi tiếng một thời của bóng chuyền nữ Thái Lan đang ngồi trên khán đài để theo dõi cuộc đối đầu này, đó là Nusara. Nusara nằm trong thế hệ vàng của bóng chuyền nữ Thái Lan, những người đã vô địch châu Á vào năm 2009 tại sân quân ngựa của Việt Nam. Giải đấu mà Thái Lan đã chơi rất tốt với Nusara, với rất nhiều những cầu thủ khác như Malika, như Oduma. Rõ ràng là bóng đã đi ra ngoài sân, khiếu nại không thành công. Thái Lan chỉ còn một quyền khiếu nại sai nữa mà thôi. Điểm được ghi cho Philippines 7-8. Thêm một điểm nữa được ghi cho đội bóng áo trắng, 8-8. Một tỷ số đầy bất ngờ. Nhưng theo dõi những gì mà các thủ hai đội thể hiện trên sân thì đó là một kết quả hoàn toàn hợp lý. Đang có những sự lúng túng nhất định của các quả áo xanh. Trong đó Philippines đang chơi đầy tự tin, rất cố gắng. Quả đập tốt, cú ghi điểm của Sasi Papron. Còn bóng đã chạm chắn cao gái Philippines, sau đó thì hàng sau của đội bóng trắng đã không thể phòng thủ thành công. Một pha bóng giằng co, bóng đã đi ra ngoài sân, rất tiếc cho Philippines. 11-8. Philippines đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý khi để cho Thái Lan vươn lên dẫn trước với khoảng cách là 3 điểm. Sige na, sige na.
Hindi pa malayo na yan. Naintindihan na, sasabayan naman natin sila. Hindi pa kayo nahuli sa palo. Gap mo ito eh. Sige lang, sige lang. Dangkap. Kailangan itong rotation na ito. Ba. Rất nhiều kinh nghiệm. Sẽ là những bài học vô cùng quý giá cho các cô gái trẻ của Philippines. Tại giải bóng chuyền Volleyball Nations League mùa giải năm nay, Thái Lan đã thi đấu không thực sự ấn tượng. Sau 12 trận đấu, họ chỉ có được 2 chiến thắng và thua đến 10 trận. Rất uy lực, vẫn kịp. Bóng chạm chắn ra ngoài sân để ghi cho Philippines. Đó là cú đánh của Belen. Thật rào không kịp giáp chắn ở trong tình huống vừa rồi. Cơ hội cho Philippines. Chạm bóng thành công. Tiếng bấm chạm đôi rất tốt. Thả đào và toàn tùn. Toàn tùn năm nay 30 tuổi. Và phá bóng rất hiểm hóc của trường hai bên phía Thái Lan. Rất tốt. Cú đánh của Sasi Papron. Sasi Papron và Uy Pawi đã cùng với câu lạc bộ Đam 10 phút tham dự giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á tại nhà thờ của tỉnh Vĩnh Phúc. Và chắc chắn họ sẽ không thể nào quên trận chung kết với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tên gọi là Sport Center One. Đó là trận đấu mà Uy Pawi, Sasi Papron cùng các đồng đội đã chơi khá tốt nhưng cuối cùng đã phải nhận thất bại với tỷ số 2-3 trước đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta. Pha bóng rất hiểm hóc. Quá hay. Và xử lý bóng bằng một tay của Ponpun. Sau khi Nusra giải nghệ thì Ponpun cũng không mất nhiều thời gian để gánh vác vị trí chuyền hai của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Người vừa trước hội đó là Uy Pawi. 15-10. Rất uy lực. Rất tuyệt vời. Quyền rất hay của Solomon. 11-15. Tuyến chuyền hai sau đầu rất hay của các cô gái Philippines đã khiến cho hàng chắn của Thái Lan gặp quá nhiều khó khăn. Và sau đó thì Solomon đã không khó để thực hiện quả đập đầy uy lực. Philippines đã mạnh dạn mang sang Việt Nam đội hình còn rất trẻ, tất cả đều sinh sau năm 2000. Đó là quả đánh của Pipichaya. 16-11. Bây giờ hai đội bước vào quãng thời gian hội ý kỹ thuật của set đấu đầu tiên. Tại giải bóng chuyền Đông Nam Á SEA League thì trong mỗi trận đấu các đội sẽ có hai lần hội ý kỹ thuật ở các điểm số 8 và 16 trước khi diễn ra nội dung của nữ. Thì nội dung của nam đã kết thúc. Đội đã vô địch ở nội dung của nam là Indonesia tại trận 1. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta cả đích ở vị trí thứ 3.
còn tại trạng 2 vừa mới kết thúc ở Philippines vào tuần trước, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã kết thúc ở vị trí thứ hai khi chúng ta có 2 chiến thắng và 1 thất bại. Đó là những chiến thắng đều với tỷ số 3-2 trước đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan và đội chủ nhà Philippines. Đó là giải đấu được coi là thành công đối với thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Ngoài sân, điểm được ghi cho Philippines. Cú kết thúc của Sasipapron. Thái Lan sử dụng quyền khiếu nại khi cho rằng bóng đã chạm chắn của Philippines. Không chắc chắn ở trong tình huống vừa rồi. Trên bảng xếp hạng hiện tại của Liên đoàn bóng chuyền thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đang xếp ở vị trí thứ 15, còn đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines xếp ở vị trí thứ 51. Vực châu Á, Thái Lan đang xếp ở vị trí thứ 3 sau Trung Quốc và Nhật Bản. Xếp sau Thái Lan ở khu vực châu Á là Hàn Quốc, Kazakhstan, tiếp đó là Việt Nam. Trọng tài Nguyễn Như Thông đang có những giải thích với cao thủ của hai đội. Trận đấu này là theo quyết định của trọng tài số 1, điểm Philippines 12-16. Như vậy là trọng tài đã đưa ra quyết định cuối cùng, điểm số thuộc về Philippines. Cả hai lần huấn luyện viên Đan Ai sử dụng quyền khiếu nại đều không thành công. Như vậy là đội tuyển Thái Lan đã hết quyền khiếu nại ở trong set đấu này. Alexis phát bóng. Alexis sinh năm 2003. Cô chỉ có chiều cao là 1m66 mà thôi. Vẫn còn, nhưng tiếng phòng thủ là không tốt. Điểm Thái Lan 17-12. 17-12 cho Thái Lan. Bóng chạm chắn ra ngoài sân. Điểm Philippines 13-17 cho Philippines. Đó là tình huống kết thúc của Belen. Quả phòng bóng của Miner. Rất tiếc cho Philippines khi họ đã chạm bóng ra ngoài sân. 18-13. Trong trận đấu với Việt Nam ngày hôm qua, các cầu thủ Philippines cũng đã chơi đầy cố gắng, nhưng họ đã không thể tạo ra bất ngờ, ngoại trừ set đấu thứ hai khi mà huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã cho tất cả các cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi.
Trong set đấu thứ hai, Philippines có chiến thắng 25-19 trước đội tuyển Việt Nam. Nhưng khi huấn luyện viên Nguyễn Quốc Kiệt sử dụng những cầu thủ tốt nhất thì chúng ta có chiến thắng 25-21 và 25-9 ở các set đấu thứ ba và thứ tư trong trận đấu ngày hôm qua để có được chiến thắng 3-1. Theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được thì tại chặng 2 của giải đấu năm nay diễn ra vào tuần sau ở Thái Lan, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam sẽ tham dự với rất nhiều những cầu thủ dự bị. Đội hình chính sẽ chuẩn bị cho VTV Cup và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng sẽ không dẫn dắt đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam tham dự chặng 2 của C-League ở Thái Lan. Thay vào đó là trợ lý Nguyễn Trọng Lịch. Đó chính là cơ hội rất tốt để có đủ cọ sát. Ngày hôm qua khi mà đội hình 2 của Việt Nam vào sân trước Philippines, chúng ta đã thua 19-25. Ít nhiều thì cũng có một sự chênh lệch nhất định giữa đội 1 và đội hình 2 của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam. Vì vậy những trận đấu tại giải C-League sẽ là cơ hội để các cầu thủ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh. Điểm mạnh của các cầu thủ Thái Lan đó chính là khả năng phát bóng. Ngay cả khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu thế giới thì những quả phát bóng của đội tuyển bóng truyền nữ Thái Lan cũng khiến cho các đối thủ của họ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh chuyền một. Pha phòng thủ hơi lung túng của đội bóng áo xanh. 15-19 cho Philippines. Vẫn còn. Phản ứng tốt của Sasi Papron. 20-15. Cầu buồn phát bóng. Vẫn còn. Rất đơn giản và cứ của Thác Đào. 21-15. Cú phòng thủ tốt của Wipowi và sau đó điểm được ghi cho Thái Lan sau pha kết thúc của Pipichaya. 22-15. Rõ ràng khi thi đấu tập trung, không khó để các cầu thủ Thái Lan thể hiện được sự áp đảo của mình khi mà trình độ của bóng truyền nữ Thái Lan là đẳng cấp thế giới. Họ hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại của Đông Nam Á. Chiến thắng ở trong trận đấu đầu tiên đang đến rất gần với Thái Lan. Pha phạt chiến thuật hay của Thái Lan. 23-16.
pha xử rất khéo léo của Sasi Papron. 24-16. Những tay đập hàng đầu của Thái Lan như Chatrion, như Thanacha vẫn đang ở ngoài sân, và đó là cơ hội để Sasi Papron hay Uipawi thể hiện được khả năng của mình. Và kết tốt của Philippines 17-24. Vẫn còn 7 set point nữa cho Thái Lan. Tuyến bám chắn không thành công của Thác Đào. Solomon phát bóng. Bóng giật lưới. 18-24. Ít nhiều đang không có được sự tập trung cao nhất của Thái Lan trong những diễn biến vừa qua. Vẫn còn cộng ghi điểm cho Philippines. Bây giờ cộng ghi điểm lại đến với Thái Lan. Điểm được ghi cho đội bóng trắng. 19-24. Philippines vừa có 3 điểm liên tiếp. Nỗ lực rất đáng khen của Philippines. Tiếp tục là pha phá bóng của Solomon. Pha thúc rất mạnh của Uipawi. Và điểm thuộc về Thái Lan. Thái Lan đã có được chiến thắng với cách biệt là 6 điểm ở trong set 1 khi tỷ số là 25-19. Không có bất ngờ nào diễn ra ở set đấu này khi đội bóng được đánh giá cao hơn đã có được chiến thắng.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ hai, trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan và Philippines. Ở trong trận đấu thứ hai, các cầu thủ Thái Lan thi đấu ở phần sân bên phía tay phải màn nhỏ của quý vị và các bạn. Set 1 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Thái Lan. Tỷ số của set 1 là 25-19. Và trong set đấu thứ hai này, Thái Lan sẽ phát bóng trước. Và pha bóng đã bẻ gãy chuyền một của đối phương. 1-0 cho Thái Lan. Đó là tình huống pha bóng của Srima. Ở trong set đấu thứ hai này, huấn luyện viên Danai đã tung chuyền hai Srima vào sân để thay cho Ponpun. Điểm số được cân bằng 1-1. Bóng đã ra ngoài sân. Đã có khá nhiều sự thay đổi của huấn luyện viên Danai về mặt nhân sự của cầu thủ Thái Lan ở trong trận đấu thứ này. Cú đập rất hay của các cầu thủ Philippines. 2-1. Cú đánh chéo sân cực kỳ uy lực. Và kết thúc của Belen. Rất tốt. Và của thị trẻ con hai đều. Chát Chuan thiện quả phát bóng cho Thái Lan. Ông Danai đã thay đổi gần như toàn bộ đội hình so với trận đấu đầu tiên, ngoại trừ libero đội trưởng Pinawood. Không phải libero cũng có sự thay đổi. Libero hiện tại của Thái Lan đang là Zidapa. Thái Lan dù họ chơi với bất kỳ đội hình nào cũng hoàn toàn vượt trội so với các đội còn lại ở khu vực Đông Nam Á. Cú đập tốt và kết thúc của Tanaka. Trong trận đấu với Indonesia ngày hôm qua, Tanaka đã ghi được tổng cộng 16 điểm. Cô là người ghi được nhiều điểm số nhất bên phía Thái Lan. Bóng ra ngoài sân. 3-4 cho Philippines. Belen phát bóng. Rất uy lực. Điểm Thái Lan 5-3. Đó là pha kết thúc của Chachon. Tầm các bóng rất cao. Bóng không qua lưới. 6-3 cho Thái Lan. Rất nhanh chóng, Philippines đã buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Người vừa kết thúc lỗi là Alisak. Okay, sama yung pinalo kanina ni Tim Pichaya dito. Ito na yung net, di ba? Dito ko nag-block. Dito ba? Kaya nung humabol si Cham, lumaan sa kanya. Eh, wala pa sila pinapalong line. Isa-isa lang, enjoy lang, enjoy lang. Laban! Isa-isa tayo, isa-isa lang. Vấn đề với các đội bóng Đông Nam Á khi đối đầu với Thái Lan
là liệu có thể giành được một xét thắng hay không mà thôi. Vượt qua bóng chuyền nữ Thái Lan vào thời điểm này vẫn đang là vấn đề vô cùng khó khăn với các đại diện của Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Indonesia. Điểm Thái Lan 7-3 cho Thái Lan. Quả đánh của Chachuon. Bóng trong sân. Pha phá bóng rất tốt của Thichakon. Bây giờ hai đội bước vào quãng thời gian hội ý kỹ thuật lần đầu tiên của trận đấu thứ hai. Pha phá bóng rất tốt của Thichakon. Thichakon sinh năm 2001, cô cao 1m81 và đang thi đấu cho câu lạc bộ Đa Mười Phút. Đội bóng là bạn tướng của Sports Center One trong trận chung kết của giải vô địch các câu lạc bộ châu Á cách đây không lâu tại chính nhà thi đấu Vĩnh Phúc này. Tiếp tục là tình huống phá bóng của Thichakon. Cơ hội ghi điểm cho Thái Lan vẫn còn. Bóng ngoài sân, không chạm trán của các quả áo xanh. 9-3. Thay toàn bộ đội hình so với trận đấu đầu tiên, nhưng không có bất kỳ một sự chênh lệch nào của các quả Thái Lan. Thậm chí đội hình ở trong trận đấu thứ hai này còn được đánh giá là mạnh hơn so với trận đấu đầu tiên, ngoại trừ vị trí chuyền hai. Đó là tình huống mà trọng tài sẽ định bóng không qua lưới. Lỗi bốn chuyền của các gái Philippines. 13, cách biệt đã là 7 điểm. Thái Lan tăng tốc ở ngay những diễn biến đầu tiên của trận đấu thứ hai này. Phá vỡ lỗi nhịp của Philippines. Bóng chạm chắn đội bóng trắng. 11-3. Cái gật đầu của huấn luyện viên bên phía Philippines khi mà tham khảo ý kiến của học trò, và ông đã không sử dụng quyền khiếu nại. Bóng ra ngoài sân và ghi điểm của Acharapon. 12-3. Thái Lan đang thể hiện đúng đẳng cấp của đội bóng số 1 Đông Nam Á và số 3 châu Á. Tình huống màn sau của Thái Lan đã không có được sự tập trung cao nhất. 4-12. Trong rất nhiều năm qua, bóng chuyền nữ Thái Lan luôn nằm trong top 16 thế giới. Bóng ngoài sân. Đúng kết thúc của Tanacha. Tanacha năm nay 20 tuổi, cô cao 1m80
và đang thiếu tại Nhật Bản cho câu lạc bộ Okayama Shigan. Rất nhiều các cầu thủ của Thái Lan đang thiếu ở nước ngoài, trong đó hai cái tên nổi bật là Pimpichaya và Chatchon đang thiếu tại châu Âu cho một trong những đội bóng rất mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ là Sanayir. Điểm được ghi cho Thái Lan khi mà Philippines đã chạm lưới 14 năm. Cách biệt quá lớn. Lỗi chạm lưới của Miner. Phát bóng rất hiểm hóc. Liên tiếp là những điểm số cho đội bóng áo xanh. Vấn đề của Thái Lan là thái độ thi đấu mà thôi. Ở trong trận đấu đầu tiên, ít nhiều các cầu áo xanh cũng không có được sự tập trung cao nhất. Vì vậy mà họ đã để cho Philippines ghi được đến 19 điểm. Trong trận đấu thứ hai này, thay toàn bộ đội hình so với set 1, nhưng các cầu áo xanh đã có được sự tập trung cao hơn, sự quyết tâm lớn hơn và nhanh chóng tạo ra cái biệt lớn trước đối thủ. Đội bóng bị đánh giá là yếu nhất tại giải đấu này. Đội trưởng Pianut đã trở lại sân. Điểm 16-6. Cách biệt 10 điểm khi đội bước vào quãng thời gian hội ý kỹ thuật lần thứ hai của set đấu thứ hai. Người vừa ghi điểm là Acharapon. Đẳng cấp của cao hoài Thái Lan đã được thể hiện, đặc biệt ở trong trận đấu thứ hai, họ đã nhanh chóng tạo ra cách biệt lên đến 10 điểm trước đối thủ. Có lẽ mục tiêu của Thái Lan tại trận một không gì khác là giành tất cả những chiến thắng với tỷ số 3-0 trong cuộc đối đầu với Indonesia ngày hôm qua. Họ đã gặp khá nhiều khó khăn nhưng vẫn có được chiến thắng 3-0. Vào ngày mai, Thái Lan sẽ có màn chạm trán với đội tuyển Việt Nam trong lượt trận cuối cùng. Đó là trận đấu có thể nói là cuộc cạnh tranh cho chức vô địch nếu như đội tuyển Việt Nam của chúng ta có được chiến thắng trước Indonesia trong trận đấu vào lúc 19 giờ tối nay. Trong lần gần nhất gặp nhau giữa Việt Nam và Indonesia, đó là trận chung kết của giải bóng chuyền châu Á ABC Challenge Cup được tổ chức tại Indonesia. Đội tuyển Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn mới có được chiến thắng với tỷ số 3-2. Trong nhiều năm qua, Indonesia luôn là đối thủ rất đáng ngại với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, dù chúng ta thường xuyên có được chiến thắng. Điểm được ghi cho Thái Lan 17-7. Pha xử lý mang tính đột biến rất cao của các cô gái Thái Lan. Hàng sau của Philippines đã đứng chôn chân, rất táo bạo và đầy bất ngờ. Tình huống xử lý của chuyền hai Sirima, sự thoải mái về mặt tâm lý, một cách biệt quá an toàn giúp cho các cô gái Thái Lan chơi rất ngẫu hứng. Thêm một điểm nữa cho đội bóng áo xanh. 19-7. Đó là tình huống kết thúc của Chatchon.
bóng chạm chắn và đi ra ngoài sân. 27. Philippines đã buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Quả đập rất mạnh của Thanacha. Tiếp tục là pha phá bóng của Graspon. Vẫn còn. Rất đơn giản. Điểm ghi cho Thái Lan sau thì cũng kết thúc của Thichakon. 21-7. Tỷ số quá chênh lệch. Cầu ghi điểm cực kỳ ấn tượng của các ngoại Thái Lan. Thêm một pha ghi điểm nữa của Thichakon. 22-7. Không biết liệu Philippines có lên được điểm số thứ 10 ở trong set đấu này hay không. Bóng không qua lưới. Đó là tình huống kết thúc của Solomon. 23-7. Sự áp đảo của Thái Lan đã được thể hiện ở trong set đấu thứ hai này. Bóng trong sân và kết thúc rất tốt. 24-7. Quả đánh vô cùng uy lực của Thanacha. Pha bóng rất hiểm hóc. Lỗi của các cô gái bên phía Philippines. Và set đấu thứ hai đã khép lại với chiến thắng cực kỳ cách biệt 25-7. Thái Lan vừa lên dẫn trước 2-0 sau 2 set. Set đấu thứ hai họ đã thị huy được sức mạnh của mình trước đối thủ non trẻ là Philippines. Cách biệt quá lớn được đội bóng áo xanh tạo ra ở trong set đấu thứ hai này.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với set đấu thứ 3, trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan và Philippines thuộc khuôn khổ giải bóng chuyền Đông Nam Á C-V-League 2023. Sau hai set đấu đầu tiên, các nhà đương kim vô địch Thái Lan đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Ở trong set đấu thai vừa qua, họ đã tạo ra một set thắng cực kỳ cách biệt với tỷ số 25-7. Ở trong set đấu thứ 3 này, tiếp tục là những sự thay đổi về mặt nhân sự của huấn luyện viên Danai. Xáo trộn rất nhiều đội hình, nhưng Thái Lan vẫn không gặp bất kỳ một khó khăn nào để tạo ra một thế trận áp đảo trước đối thủ Philippines. Tình huống bắt chuyền một không tốt của Wipowin. Những gương mặt đã chơi ở set đấu đầu tiên vào sân ở set đấu thứ 3 này. Trong set đấu thứ 2 vừa qua, hầu hết đều đã được cho nghỉ ngơi. Phát bóng không qua lưới. Đội Thái Lan một đều. Một đều. Pha phá bóng của chuyền hai Cinema. Tuyến phòng thủ tốt của Cinema. Điểm ghi cho Thái Lan. 2-1. Đó là pha kết thúc của Thanacha. Pha phối hợp khá tốt của Philippines. Điểm Philippines 2-2. Maya thử quả phá bóng. Maya năm nay 21 tuổi. Có thêm một điểm nữa cho Philippines. Điểm Philippines 3-2. 3-2. Ít nhiều đang không có được sự tập trung cao độ của các cô gái áo xanh. Tiếp tục là tình huống phá bóng của Maya. Rất uy lực. Điểm Thái Lan 3-2. Cầu lập trị rất tốt của Sasi Papron. Pha bóng cực kỳ uy lực. Quá hay. Quả đánh rất tốt của Solomon. 4-3. Solomon cao 1m83. Năm nay cô 22 tuổi. Tầm bật đà của Solomon lên đến 3m07. Phát bóng không qua lưới. Điểm Thái Lan 4-2. Thả đào phát bóng. Và bám chắn đôi rất tốt của Philippines. Điểm Philippines 5-4. 5-4. Tình huống mà Miller đã di chuyển rất nhanh, kịp giáp chắn với đồng đội. Và chính số 14 của Philippines là người đã chắn bóng thành công. Và kết thúc của Wipowi. Điểm Thái Lan 5-2. Đang là những diễn biến khá giằng co trong set đấu thứ 3 này. Tuyến phá bóng của Thanacha.
pha phòng thủ hay. Tiếp tục là thủ kết thúc của Uipawi. Điểm Thái Lan 6-5. Thủ xoay cổ tay rất tốt để lách hàng chắn của đối phương. Bóng ngoài sân và pha bóng hơi dài, lỗi của Thanacha. Sudema đã buộc phải xử lý ngay từ bước 2 khi đồng đội bắt chuyền một hơi mạnh. Bóng rất sát lưới. Nusara chuyền hai lẫy lừng của bóng chuyền nữ Thái Lan, người thuộc thế hệ vàng của bóng chuyền nữ Thái Lan. Nusara đang theo dõi các thủ đàn em thi đấu. Điểm Thái Lan 8-6. Đội phương Philippines khai màn. Hai đội bước vào quãng thời gian lưu ý kỹ thuật của set đấu thứ 3. Lợi thế 2 điểm đang nghiêng về các cô gái Thái Lan. Người bộ Việt Nam đang đến sân mỗi lúc một đông hơn để chuẩn bị theo dõi cuộc đối đầu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay. Trận đấu được coi là phân định ngôi nhì bảng khi mà Thái Lan hoàn toàn vượt trội. Thái Lan mang sang Việt Nam đội mạnh nhất với mục tiêu giành chức vô địch tại chặng một của SEA Games năm nay. Rất hay, rất đáng khen cho nỗ lực thi đấu của các cô gái Philippines. 7-8. Chạm chắn ra ngoài sân. Điểm Thái Lan 9-7. Vẫn còn điểm được ghi cho các cầu thủ Philippines. Điểm Philippines 8-9. Tình xử lý rất tốt của Maya. Điểm số của Philippines ở set này đã nhiều hơn những gì họ có được ở trong set đấu thứ hai. Set đấu thứ hai, Thái Lan đã chơi đúng với đẳng cấp của mình. Với những thủ tốt nhất, họ đã có được chiến thắng áp đảo 25-7. Bóng ngoài sân và không chạm chắn Thái Lan. 11-8.
Tuy nhiên dù chơi với bất kỳ đội hình nào, Thái Lan cũng không có đối thủ ở khu vực. Pha phòng thủ rất hay của libero bên phía Thái Lan. Vẫn còn. Nếu bỏ bóng ở tình huống vừa rồi thì hoàn toàn có thể bóng sẽ đi ra ngoài sân. Nhưng libero bên phía Thái Lan vẫn có một tình huống thủ bóng. Trước đó thì bóng đã chạm chắn của Thái Lan. Tình huống thủ bóng là chính xác. Maya phát bóng. Đã lâu lắm rồi Sasipapron và Uipawi mới trở lại đội hình của đội tuyển Thái Lan. Pha bám chắn thành công của các cầu thủ Philippines. 10-11. Đó là tình huống đập bóng không qua lưới của Sasipapron. Pha bóng khá hiểm hóc, rất hay. Bóng của Tanaka. Sau khi kết thúc chặng một thì các đội bóng sẽ di chuyển về Thái Lan để thi đấu chặng đấu thứ hai diễn ra vào tuần sau. Và tất cả những trận đấu của C-League năm nay đều được chúng tôi thực hiện trực tiếp trên các kênh sóng của Truyền Cáp Việt Nam. Tổng cộng có 24 trận đấu ở nội dung nam và nữ. Điểm được ghi cho Philippines 11-12. Bên cạnh những trận đấu hấp dẫn của giải C-League năm nay, người mẫu bóng chuyền nước nhà cũng đang được theo dõi những trận đấu tại giải trẻ câu lạc bộ đang diễn ra ở Ninh Bình, được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên các mạng xã hội và app Osport. Ponpun và Pipichaya vào sân bên phía đội tuyển Thái Lan. Bóng chạm chắn của Thái Lan sau quả đập của Alisak. Cầm cắt bóng rất cao của Alisak. Rất nguy lực. Và bám chắn ra ngoài sân của Thái Lan. Philippines vẫn đang nỗ lực để bám đuổi. 13-14. Trong trận đấu với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hôm qua, Philippines đã có được một set thắng. Tuy nhiên gặp Thái Lan ngày hôm nay có lẽ rất khó để các cầu thủ Philippines có được một set thắng. Bóng ngoài sân sau cú đập của Uipawi. 14-14. Các cầu thủ Thái Lan đang có những phản ứng thắc mắc với trọng tài.
ông Nguyễn Hữu Thông đã phải hội ý với trọng tài biên và trọng tài hài ở trong tình huống này. Như vậy là điểm thuộc về các gói Thái Lan. Trọng tài đã thay đổi quyết định. Bóng đã chạm chắn cầu thủ của Philippines. Bóng chạm chắn của Maya. Mười lăm mười ba. Yupui phát bóng. Pha phá bóng rất mạnh của Yupui, nhưng pha xử lý sau đó là không tốt của Sasipapron. Hơi vội vàng. 14-15. Cầm cắt bóng khá thấp và Sasipapron đã không thể đánh bóng qua lưới. Vẫn còn. Điểm được ghi cho Philippines. 15 đều. Rất đáng khen cho nỗ lực của các cầu thủ Philippines và những gì họ đang thể hiện, xứng đáng nhận được những tràng pháo tay của người hâm mộ tại nhà đấu tỉnh Vĩnh Phúc. Chắc chắn khán đài của nhà đấu tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được lấp đầy khi mà đội tuyển Việt Nam đối đầu với Indonesia vào lúc 19 giờ tối nay, trận đấu tâm điểm của ngày thi đấu thứ hai tại trạng một của V-League năm nay. Bây giờ hai đội bước vào quãng thời gian hội ý kỹ thuật của trận đấu thứ ba. Lợi thế chỉ là một điểm nghiêng về Thái Lan. Thời gian hội ý kỹ thuật đã hết, hai đội trở lại sân để tiếp tục trận đấu thứ ba. Điểm số đang là 16-15 nhưng về các gói Thái Lan. Và bắt buộc một không tốt của các cô gái Philippines nhưng họ vẫn có điểm 16 đều. Đánh bóng đã giật lưới. Belen phát bóng. Tình huống phòng thủ tốt của Philippines. Cơ hội lại đến với Thái Lan. Quá hay. Đánh của Thát Đào. 17-16. Và kết thúc một trận sơ đầu rất gọn gàng của Thác Đào, cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản trong áo của câu lạc bộ Marvelous. Và đập lỗi, đó là lỗi của Alisson. 18-16. Dù đánh bóng hỏng nhưng các cô gái Philippines vẫn đang có một tinh thần rất tốt. Sự thoải mái về mặt tâm lý giúp họ có thể thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Bóng trong sân. Pha điểm của Sasipapron. Philippines xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Quả đánh chéo sân thành công của số 17 bên phía Thái Lan.
Roma, ang target nila dito sa dulo. Okay, hanggat madala mo. Chưa một lần trong trận đấu này, huấn luyện Đan Ai xin tăng cường trận đấu để hội ý. Đó là điều dễ hiểu khi mà Thái Lan nhỉnh hơn rất nhiều so với Philippines. Góc quay rất đẹp. Vẫn còn. Nỗ lực của Sasi Papron. Phòng bóng giằng co. Rất tiếc cho Philippines khi bóng đã đi ra ngoài sân sau pha kết thúc của Solomon. 20-16. Thì sau đấy bước vào giai đoạn quan trọng khi cầu thủ áo xanh có được sự tập trung cao thì không khó để họ tạo ra cách biệt trước Philippines. Pha xử lý bóng bằng chân rất hay của các cầu thủ Thái Lan và sau đó họ đã có điểm. Điểm Thái Lan 21-16. Tiếng cầu bóng bằng chân trước đó là của Pimpichaya. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một pha xử lý như đá cầu mây. Lần thứ hai trong ít phút Philippines đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Nusra là một trong 6 gương mặt thuộc thế hệ vàng của bóng chuyền nữ Thái Lan, bên cạnh Krumchit, Willavan, Onuma, Malika và Ampon. Đó là bộ 6 huyền thoại của bóng chuyền nữ Thái Lan, những người đã đánh bại Trung Quốc trong trận chung kết tại giải vô châu Á năm 2009, được tổ chức ở nhà thi đấu quần ngựa của Việt Nam. Trong một quãng thời gian rất dài, bộ 6 huyền thoại đã làm mưa làm gió ở đấu trường khu vực cũng như quốc tế. Hiện tại thì tất cả cầu thủ trong bộ 6 huyền thoại của Thái Lan đều đã chia tay đội tuyển quốc gia. Theo thông tin mà chúng tôi có được thì một trong bộ 6 huyền thoại của Thái Lan, đó là chủ công Onuma, sẽ có mặt tại vòng 2 của giải bóng chuyền quốc gia Việt Nam mùa giải năm nay. Khả năng cô sẽ khoác áo đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh. Đó là pha kết thúc của Sasi Papron. 22-17. Rất nguy lực nhưng tình huống phòng thủ của Sasi Papron là rất tốt. Và điểm được ghi cho Thái Lan. 23-17. Rõ ràng khi chơi bóng tập trung thì đội bóng xanh không khó để tạo ra được sự lấn lướt. Tình huống mà Thái Đào đã chơi rất cảnh giác. Và phòng bóng rất mạnh. Cú đập của Wipowi. 24-17. Và đập bóng rất gọn gàng của Wipowi. Tiếp tục là thủ phá bóng của Sasi Papron. Bóng trong sân
Quays của số 17 bên phía Thái Lan, 25-17. Và Thái Lan đã kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0.